Chào các bác nhá. Chào các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác tổng hợp các phụ kiện vật tư phục vụ cho ngành nuôi ong nội nhá các bác nhá, ngành nuôi ong nội. Shop cung cấp rất là nhiều món nhá. Hôm nay giới thiệu chi tiết cho các bác về từng món được, từng món một để cho các bác có sự lựa chọn nhá. Đầu tiên đó là mấy cái mặt hàng hàng cồng kênh. Cái hàng cồng kênh đó là cái thùng nuôi ong. Cái thùng nuôi ong bằng gỗ các bác nhé, thùng nuôi ong bằng gỗ gạo nha, gỗ gạo hàng cao cấp, nó rất là nhẹ. Như cái thùng này thì hiện tại bây giờ thì nó cũng chưa khô kiệt đâu, nhưng mà nó khoảng hơn 5 cân 6 cân. Thế còn khi nó khô kiệt rồi thì khoảng 5 cân nhé các bác nhé. Đấy, thùng gỗ gạo này, thùng gỗ gạo hàng cao cấp, ván là ván một tấm nhá, ván một tấm các bác nhá, nắp cũng là một tấm luôn. Đấy, ba năm cạnh còn lại, bốn cạnh còn lại đều một tấm này, cạnh sườn cũng một tấm này. Cạnh cửa sau này cũng một tấm luôn. Nói chung là tất cả đều là ván liền một tấm hết nhá. Chỉ có cái ván đáy, miếng đáy này, cái miếng đáy này là không ghép theo chiều dọc này được, mà phải ghép theo chiều ngang thì cái thùng nó mới chắc chắn được, nó không bị mo, không bị vênh, thì nó sẽ được ghép được bằng hai tấm hoặc ba tấm vào với nhau. Thế còn lại toàn bộ là ván liền khối một tấm hết. Cửa sổ này các bác này, cửa sổ làm theo kiểu rạch nỗ, có một số lô hàng là làm theo kiểu ô, có lưới bắn inox nhá. Đấy, cái lô này là lô làm theo kiểu rạch. Đây cửa sổ đây nha các bác nhé. Bán liền tấm đây. Hàng này là hàng bào cả trong lẫn ngoài. Mặt ngoài thì sẽ bào kỹ, trà kỹ hơn. Mặt trong thì bào sơ sơ hơn nhá. Cũng có bào cả trong nữa. Và mỗi một cái thùng này, mỗi một thùng nuôi ong này thì sẽ được tặng một cái miếng ván ngăn các bác nhé, tặng ván ngăn. Các bác lưu ý này, ván ngăn bên shop cung cấp đó là ván ngăn bằng gỗ, bằng gỗ nhé, chứ không phải là nó bằng miếng cót đâu. Bác lưu ý kỹ, có một số đơn vị không có bằng cót, nhưng mà đơn bên mình là bằng gỗ. Bác lưu ý kỹ, mua thùng sẽ được tặng ván ngăn. Thế còn hình thức mua thì các bác gọi trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop đây. Mua nhiều mua ít shop đều ship. Các bác nuôi văn nghệ một thùng, hai thùng, bốn năm thùng, shop đều ship qua bưu điện, vận chuyển của đơn bưu điện, đơn vị vận chuyển Viettel. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Các bác lưu ý kỹ đấy, không cần phải đặt cọc, nhận hàng rồi kiểm tra. Thì đây là cái thùng nuôi ong. Nhá, tiếp theo thì các bác lưu ý kỹ nhá, thùng nuôi này là chỉ tặng ván ngăn thôi, tặng ván ngăn thôi. Sẽ không có cầu đi theo. Các bác muốn lấy thêm cầu thì các bác vui lòng mua thêm cầu nhá. Cầu thì nó có hai loại. Cầu đẹp như này thì gọi là trơn tru bào tất cả các mặt, tất cả các thanh. Thanh nhỏ nhất này cũng bào. Đấy, cầu đẹp nhá. Thế còn cầu bình thường hơn thì là cái cầu này. Đây, cầu này. Cái cầu này thì cái thanh xà dưới này, thanh xà dưới này sẽ không được bào gọt, không được bào, không được chà, không được chà nhẫn nhé. Thế còn lại thì sẽ được bào chà. Nhưng mà riêng cái xà trên này thì mặt dưới sẽ không chà. Mặt dưới không chà các bác nhé. Thế còn hàng đẹp này thì sẽ chà hết toàn bộ luôn. Thế còn giữa hàng thường với hàng đẹp thì chênh nhau có 1.000 một cái thôi các bác nhé, tùy các bác lựa chọn. Rồi dây thép để căng cầu này, thùng quay mặt này, thùng quay mặt bằng nõi bằng thép, thùng quay mặt nõi bằng inox có đủ hết nhá. Thế tiếp theo đó là một số cái đồ bảo hộ cho các bác nhá. Đầu tiên đó là cái áo liền mũ nhá, cái áo liền mũ, cái này các bác đã quá quen thuộc rồi. Cái áo liền mũ này là 180.000 đã bao gồm cả phí ship, chuyển phát nhanh tới nhà cho các bác. Cái mũ bảo hộ thì hiện tại đang có hai mẫu. Cái mẫu này gọi là mẫu vành nhỏ á, mẫu vành nhỏ này, lưới xung quanh là màu đen. Cái mũ này là 100.000 tới tay các bác luôn, không phải tốn thêm bất cứ chi phí gì nữa. 100.000 là bao ship cho các bác nhé. Thế còn mũ vành to này, mũ vành to này thì nó sẽ đạt được cái vành to hơn nhá. Mũ vành to này thì hai cái vành dưới này nó sẽ bằng nhựa nhé, bằng nhựa các bác nhé. Lưới xung quanh là màu trắng, ở giữa là màu đen, và chất liệu vải nó cũng dày dặn hơn. Thì cái mũ này nó đẹp hơn một chút thì nó sẽ đắt hơn có 10.000 thôi. Nó là 101 các bác nhé, 101. Còn cái mũ nhỏ là 100 nhé. Còn chân tầng nhé, chân tầng hay còn gọi là, các bác gọi là sáp ong ấy nhá, chân tầng này thì hàng tiêu chuẩn rất là dày. 100 miếng nó sẽ đạt khoảng 4 cân 2 4 cân 3 nhé các bác nhé. Chân tầng hàng rất là dày. Chân tầng này thì nó là 9.000 một miếng mà nó chưa có phí ship. Nói chung là mấy clip trước thì tôi bảo là các bác mua 50 miếng thì tôi mới ship,
nhưng mà sau anh em cũng tham khảo góp ý rất là nhiều. Một số các bác nuôi văn ngạ cần có 10 miếng hoặc là 20 miếng thôi, thì các bác vui lòng trả thêm tiền phí ship, shop sẽ cố gắng đóng hàng gửi cho các bác cả là 10 miếng hay là 20 miếng, các bác trả thêm cái tiền ship cho đơn hàng đó nhé, 9.000 một miếng, shop sẵn sàng phục vụ các bác kể cả đơn hàng nhỏ nhất nhé. Đấy, các bác nuôi văn ngạ thì cứ liên hệ, không sao, không phải ngại, không bảo là tôi mua có 10 miếng thì ngại cho shop là có làm hàng gửi cho tôi không, thì rất hân hạnh được phục vụ các bác. 10 miếng shop vẫn gửi bình thường nhá, các bác trả thêm tiền ship thôi. Ngoài ra thì có thêm dụng cụ để các bác làm chúa, cái giọ nhốt chúa bằng thép này, cái giọ nhốt chúa, cái này là nhốt cái con chúa già, con chúa đã nở rồi, các bác thả ở đây các bác nhốt lại. Còn ngoài ra thì sẽ có cái đồ gọi là giọ nhốt chúa bằng nhựa hay là gọi là cái quản chúa, thì các bác nó sẽ có cho bác cái mũ chúa nhân tạo luôn. Đây là cái mũ chúa nhân tạo này, các bác cấy ấu trùng vào đây, di ấu trùng vào đây, thả vào thùng là nó nhận trụ mũ, nhận mũ nó đắp, nó biết đắp lại, thì các bác lấy cái giọ này các bác chụp vào lại, thì các bác sẽ quản là con chúa nở ra là sẽ nằm gọn ở trong này. Đấy các bác nhá, để các bác thực hiện cái công việc là nhân đàn. Đây là cái làm chúa bằng nhựa này. Kim di trùng nhá, kim di trùng số lượng cũng rất là nhiều. Đấy. Cái giọ này thì nó là 10.000 một cái này các bác này, 10.000 một cái. Còn cái giọ thép này thì là 5.000. Còn kim di trùng này thì là 40.000 một cái các bác nhá. 40.000 cái kim di trùng này. Đấy. Mọi nhu cầu các bác cứ liên hệ trực tiếp với các số điện thoại. Những cái món hàng to thì có bao ship cho các bác. Còn món hàng nhỏ ví dụ như cái này có 10.000 thôi, cái này có 5.000 thôi, các bác mua bao nhiêu thì mua, các bác vui lòng trả thêm tiền phí ship cho đơn hàng nhé, tiền cước gửi đấy. Tiếp theo, một sản phẩm cũng rất cần thiết và rất quan trọng cho các bác, đó là cái bình xịt khói chống ong đốt. Cái mùa lấy mật này, mùa quay mật này thì ong nó rất là hăng, nó rất là dữ. Nhiều khi các bác thăm ong hay quay ong là sẽ bị tấn công rất là nhiều, thì sẽ có cái công cụ là bình xịt khói này để chống ong đốt nhé. Cái này gọi là cái khóa này các bác này, cái khóa lá gió thôi. Đấy, cái khóa lá gió thôi nhé. Đấy, chúng ta dùng thì chúng ta sẽ bỏ cái khóa này ra. Đây, đây là cái bầu lá gió. Bầu lá gió này thì sẽ là bằng da. Bằng da các bác nhé. Thế còn cái thân bình này, thân bình này là sẽ bằng inox các bác nhé, thân bình thì bằng inox. Đấy, inox hàng không nhiễm, hàng 304 đấy. Thế còn cái thân vỏ bọc xung quanh này, đó là gọi là cái lớp chống bỏng, nó chống bỏng cho các bác, thì cái này là sẽ bằng thép này, cái này sẽ bằng thép nhá. Còn bình trong này sẽ bằng inox này. Rồi, hàng rất là đẹp đây nha các bác nhá. Rồi, trong này thì nó sẽ có cái kiềng, các bác phải bẻ cái kiềng này ra, thả vào đây và nhóm giấy cho mùn cưa, cho chấu vào, các bác xịt ra, các bác sẽ tạo ra khói nhá. Hàng này thì rất là dày rồi, các bác yên tâm đi. Đây, như tay tôi ấn đây, hầu như gọi là hơi nún một chút xíu thôi, chứ không phải hàng tôn mỏng đâu, dày rất là dày các bác nhé. Chỉ gọi là hơi có nún nhưng mà nún rất là ít, nó phải lấy hết sức tay của mình đấy ấn thì nó mới gọi là nún được. Ví dụ cái tôn này là tôn cực kỳ dày, hàng cao cấp, hàng loại 1, thế giá tiền của nó sẽ là 230.000 các bác nhé, 230.000 cho một cái bình này, đã bao gồm cả phí ship và đất nhà cho các bác. Đấy. Thế còn các bác bảo là sau này bán cao thế thì các bác cũng tìm hiểu thêm giúp shop là có một số cái bình nó mỏng hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn, hàng loại 2. Còn đâu có bình bằng tôn thì nó còn rẻ nữa nhá. Thì vẫn là inox nhưng mà nó mỏng hơn thì có thể là nó 200, nó 170, nó 180, nhưng mà cái bình này shop kinh doanh nó là bình loại 1, 230 cho các bác nhé, hàng rất là dày dặn. Đấy. Rất là nhiều các phụ kiện phục vụ cho các bác nuôi ong nội nhé. Các bác nuôi nhiều hay là các bác nuôi văn ngạ cần bao nhiêu, số lượng hàng nhiều hay ít, shop nào phục vụ các bác nhé. Rất mong được phụ anh em toàn quốc. Mọi thông tin các bác không vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop đây nhé. Gọi số này không được thì các bác gọi sang số khác, hoặc các bác nhắn tin lại cho shop thì shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác nhé. Thùng nuôi ong này, mũ bảo hộ, áo bảo hộ này, chân tầng, cầu ong, kim di trùng, bình xịt khói, rồi thùng quay mặt các bác này, thùng quay mặt inox xịn toàn bộ nhé, 6 cọc, rất là nhiều hàng. Các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Đây thì tôi đang chuẩn bị đóng hàng đi giao cho khách, để các bác này là mua số lượng rất là nhiều, giao bằng xe ô tô.
Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu về sản phẩm ngành ong sau. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác.